Nhắc đến hoa, người ta thường nghĩ đến vẻ đẹp sớm nở tối tàn, thế nhưng, có nhiều loài hoa lại có thể nở tươi hàng tháng liền, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Trong số ấy, có thể kể đến các loài lan. Trong các loài lan, có thể kể đến lan bạch cập. Điều đặc biệt ở lan bạch cập không nằm ở sắc hoa tươi thắm, mà ở công dụng làm thuốc của phần thân cổ. Nói như vậy không có nghĩa là hoa bạch cập không đẹp, mà ngược lại, sắc hoa bạch cập với màu tím thủy chung đã làm siêu lòng những tay nhà vườn đam mê lan cảnh, để rồi khi rảnh rỗi, lúc thanh nhàn lại rủ bè bạn ngắm hoa, uống trà, hội đàm tri kỷ. Cái thú chơi ấy giữa nhịp sống hiện đại, thật hiếm thấy nhưng cũng thật thanh nhã. Vài nét về lan bạch cập. Bạch cập là một loài cây thuộc họ lan, phân bố ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Ở nước ta, bạch cập mọc chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Ngoài tên gọi này, bạch cập còn được gọi là liên cập thảo, so với củ bạch cập Trung Quốc thì củ bạch cập Việt Nam tròn hơn và không có các đầu nhọn. Củ bạch cập điều trị những bệnh gì? Củ bạch cập có chất hơi nhất, vị đắng và được dùng với các công dụng sau: bổ phổi, sinh cơ, làm tan máu ứ và giúp cầm máu, điều trị nôn ra máu, chảy máu cam, huyết lị, điều trị chứng tà khí xâm nhập vào dạ dày gây bệnh, điều trị nhiệt sàn lâu ngày và đau mắt đỏ. Những lưu ý khi sử dụng củ bạch cập. Củ bạch cập có một vài lưu ý khi dùng làm thuốc. Thứ nhất, trong quá trình làm khô, củ bạch cập được thu hái, bỏ đi các rễ nhỏ và phần thân khô rụi, sau đó đem nhúng vào nước sôi từ 3 đến 5 phút mới vớt ra phơi. Trong quá trình phơi, khi thấy củ bạch cập khô được một nửa thì bóc bỏ lớp vỏ ngoài rồi mới tiếp tục phơi thêm cho đến khi khô hẳn. Thứ hai, có thể dùng bạch cập bằng cách sắc uống hoặc tán bột. Tuy nhiên, nếu dùng bạch cập điều trị chứng phế vị xuất huyết thì dùng ở dạng bột sẽ tốt hơn sắc uống, vì bảo lưu được chất nhầy có trong củ bạch cập. Thứ ba, người có chứng thực hỏa ở phế, vị và người bị ho do ngoại cảm thì không được dùng bạch cập. Ngoài ra, trong kết hợp thuốc, không nên dùng bạch cập chung với ô đầu vì hai vị này phản nhau. Một số bài thuốc có dùng bạch cập, giúp làm lành vết thương do đâm chém, dao đứt, lấy 20g bạch cập tán nhỏ, và 20g thạch cao, nung rồi tán nhỏ, sau đó trộn hai loại bột này lại với nhau, và rắc lên miệng vết thương. Cách này sẽ giúp cầm máu, làm vết thương mau liền miệng và mau lên da non. Điều trị ung nhọt xương đau, lấy củ bạch cập tán mịn thành bột, sau đó trộn với nước cho nhão ra, trà lên giấy rồi đắp lên chỗ ung nhọt. Điều trị thổ huyết, lấy khoảng 10 đến 15g củ bạch cập tán nhỏ rồi uống với nước cơm hay nước cháo. Điều trị chảy máu cam, lấy củ bạch cập nghiền nát thành bột rồi dùng 1 đến 3g bột uống với nước, phần còn lại thì hòa với nước cho sệt rồi đắp lên sống mũi, một lượng vừa đủ. Điều trị viêm màng phổi, ho ra máu, kết hợp bạch cập, củ bách hợp và phục linh, mỗi vị 9g, bò bò 15g và xuyên bối mẫu 4,5g, sắc lấy nước uống. Nếu thấy video trên có ích, các bạn hãy chia sẻ trên Facebook cho người thân và bạn bè mình biết nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Dinh Đô, Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Hiện nay Thảo Dược Xanh số 1 Dinh Đô là đơn vị uy tín trên thị trường cung cấp dược liệu xanh, sạch sẽ, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm bạch cập chúng tôi mang đến là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo đúng chủng loại, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho người dùng. Hãy gọi tới số 0839 363 777 để được tư vấn 24/24. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Sinu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.